vũ trụ có vô hạn không? Nó có một ranh giới không? Và nếu có, điều gì sẽ chờ đón chúng ta ở ranh giới đó? Ngày nay, chúng ta biết rằng vũ trụ bắt đầu cách đây khoảng 13,8 tỷ năm và đã liên tục mở rộng từ đó. Nhưng thứ gì đó đang mở rộng thì phải có một bên ngoài nào đó, đúng không? Đó là câu hỏi thú vị, nhưng không đơn giản như vậy. Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá và tìm hiểu về giới hạn của vũ trụ và tìm hiểu xem nghịch lý của một vũ trụ vô hạn là gì. Theo thuyết tương đối, ánh sáng không thể di chuyển nhanh hơn tốc độ của chính nó. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể quan sát những vùng mà ánh sáng đã có đủ thời gian để đến được kể từ khi vũ trụ bắt đầu. Khi nhìn xa ra ngoài, những gì chúng ta thấy giống như một quả cầu với trái đất ở trung tâm, đó là vũ trụ quan sát được. Tuy nhiên, vũ trụ không chỉ dừng lại ở khoảng cách tương ứng với 13,8 tỷ năm tuổi của nó. Do sự giãn nở không ngừng của không gian, khoảng cách xa nhất mà ánh sáng từ các thiên hà có thể tới chúng ta hiện nay thực sự là khoảng 46,5 tỷ năm ánh sáng. Như vậy, vũ trụ quan sát được có bán kính khoảng 46,5 tỷ năm ánh sáng, tức là đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Trong phạm vi đó, có khoảng 200 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao. Điều thú vị là chúng ta đang nhìn sâu vào quá khứ, chứ không phải tương lai của vũ trụ, khi ánh sáng từ các thiên hà xa xôi, nó đã khởi hành cách đây hàng tỷ năm. Rìa của vũ trụ quan sát được giống như một ranh giới thời gian, chứ không phải là một biên giới không gian thông thường. Vũ trụ thực tế chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể quan sát. Nhưng lớn đến mức nào? Câu hỏi đã khiến các nhà khoa học đau đầu trong hàng thập kỷ qua. Có hai khả năng, hoặc vũ trụ là vô cùng rộng lớn nhưng hữu hạn, hoặc nó thực sự vô hạn. Nếu hữu hạn, hãy tưởng tượng bạn có thể đổ đầy nó bằng kem. Dù lượng kem là rất lớn, nhưng vẫn có giới hạn. Nhưng điều này dẫn đến một câu hỏi lạ lùng. Nếu vũ trụ đang mở rộng, liệu nó có một ranh giới, một bức tường, nơi không gian kết thúc? Và nếu có một ranh giới như vậy, điều gì nằm bên ngoài nó? Bạn có tưởng tượng ra không? Theo định nghĩa, vũ trụ là tất cả những gì tồn tại. Vậy làm sao có thể có bất cứ thứ gì bên ngoài tất cả mọi thứ đó? Trừ khi có một mẹo vật lý, có thể có một vũ trụ không có biên giới, nhưng vẫn hữu hạn, như một không gian bị uốn cong. Giả sử vũ trụ là hữu hạn thì sao? Hãy tưởng tượng nó giống như một quả bóng tròn, và chúng ta là một con kiến nhỏ. Khi đứng trên quả bóng, con kiến chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của nó, cũng giống như chúng ta chỉ quan sát được một phần nhỏ của vũ trụ. Nhưng nếu con kiến cứ đi mãi trên quả bóng, cuối cùng nó sẽ quay trở lại điểm bắt đầu mà không gặp bất kỳ ranh giới nào. Như vậy, quả bóng không vô hạn, nhưng cũng không có biên giới nào để con kiến vượt qua. Vũ trụ không phải là một quả bóng tròn, nhưng có thể hoạt động tương tự. Thay vì là một hình cầu hai chiều, vũ trụ có thể là một siêu hình cầu trong không gian ba chiều. Không gian của chúng ta có thể cuốn lại trên chính nó. Dù điều này khó hình dung, nhưng điểm mấu chốt là trong vũ trụ này, không có biên giới và cũng không có bên ngoài. Nếu bạn ở trên một con tàu vũ trụ và bay theo một đường thẳng đủ lâu, có thể bạn sẽ quay lại điểm xuất phát như con kiến quay về nơi bắt đầu trên quả bóng. Vậy làm sao tất cả điều này có thể có ý nghĩa? Vật lý có thể khá phức tạp, nhưng ta có thể giải thích đơn giản rằng tất cả đều xoay quanh trọng lực. Trọng lực là hiện tượng xảy ra khi khối lượng làm biến dạng không gian và thời gian. Sự biến dạng này rõ rệt nhất xung quanh các vật thể có khối lượng lớn, nhưng nó cũng lan tỏa khắp không thời gian, giống như một sức hút nhỏ, tinh vi mà bạn khó nhận thấy nhưng luôn hiện hữu xung quanh. Hiện tượng này có thể làm bề cổng toàn bộ vũ trụ, khiến nó quay trở lại chính nó, giống như một siêu hình cầu khổng lồ. Nhưng làm sao chúng ta có thể đo lường kích thước của một vũ trụ như vậy? Trên trái đất, chúng ta nhận thấy các vật thể biến mất khi chúng đi qua đường chân trời. Điều này giúp tính toán kích thước hành tinh. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm một chân trời vũ trụ tương tự để hé lộ quy mô của vũ trụ, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào. Điều này có nghĩa là nếu vũ trụ thực sự là một siêu hình cầu, nó phải khổng lồ đến mức, từ góc nhìn của chúng ta, nó dường như phẳng như một tấm giấy. Một vũ trụ như vậy phải lớn hơn ít nhất 1.000 lần so với phần vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát. Thậm chí, nó có thể lớn hơn hàng triệu lần so với những gì chúng ta biết, nhưng chắc chắn không nhỏ hơn. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng giả thuyết này còn quá đơn giản và đưa ra một ý tưởng táo bạo hơn. Vũ trụ có thể giống như lớp kem phủ trên một chiếc bánh donut khổng lồ. Hình dạng này, dù khó tưởng tượng, sẽ có những đặc tính thú vị. Nếu bạn di chuyển theo một đường thẳng trong mô hình này, bạn có thể quay lại điểm xuất phát, nhưng trải qua những sự biến đổi độc đáo trong hành trình. Trong vũ trụ hình bánh donut, khối lượng vật chất không phân bổ đồng đều ở mọi hướng. Vì vậy, nếu hai tàu vũ trụ bay theo hai hướng khác nhau trong vũ trụ này, con đường của chúng có thể dài hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào cấu trúc không gian và sự phân bổ của vật chất. Kết quả là, chúng có thể quay trở lại điểm xuất phát tại những thời điểm khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy những thiên hà ở rất xa
từ hai địa điểm khác nhau, và không chỉ vậy, chúng ta sẽ thấy chúng ở những thời điểm khác nhau trong thời gian. Điều này xảy ra vì ánh sáng mất nhiều thời gian để di chuyển theo một hướng hơn so với hướng kia. Bạn có thể thấy một ngôi sao đang hình thành ở phía trước và sau đó chứng kiến nó chết ở phía bên kia của bầu trời. Vậy vũ trụ hình bánh donut siêu lớn như vậy có thể lớn đến mức nào? Thực tế, nhờ vào hình học kỳ lạ của nó, đây có thể là loại vũ trụ nhỏ nhất có thể, chỉ lớn hơn một chút so với vũ trụ quan sát được, nhưng cũng có khả năng nó lớn hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn cho điều này. Vậy là chúng ta đã kết thúc với khái niệm vũ trụ hữu hạn. Nhưng, nếu vũ trụ thực sự vô hạn và không gian kéo dài mãi mãi thì sao? Nó sẽ như thế nào? Nếu vũ trụ thực sự vô hạn thì sao? Trong thực tế, nhiều nhà khoa học cho rằng vũ trụ là vô hạn, và chúng ta thường sử dụng mô hình này để nghiên cứu phần vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được. Theo nghĩa đen, mô hình này gợi ý rằng vũ trụ không có biên giới và kéo dài mãi mãi. Một vũ trụ vô hạn không có điểm dừng ở bất cứ đâu thật khó để chúng ta hình dung. Bất kể bạn nhìn về phía nào, đều có thêm vô số điều đang diễn ra ở mọi hướng. Điều này thực sự thách thức khả năng hiểu biết của chúng ta vì một số lý do. Thứ nhất, nếu vũ trụ là vô hạn, thì nó có phải cũng là vĩnh cửu và tồn tại mãi mãi không? Liệu có thời điểm nào mà mọi thứ không tồn tại, và rồi bỗng nhiên tất cả xuất hiện? Dù chúng ta chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng nhiều bằng chứng, bao gồm vụ nổ lớn, Big Bang, cho thấy rằng vũ trụ đã bắt đầu từ một thời điểm nhất định trong quá khứ. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ về điều này. Kể từ vụ nổ lớn, vũ trụ đã liên tục mở rộng, nhưng làm sao một thứ vô hạn lại có thể trở nên lớn hơn? Sự giãn nở của vũ trụ không chỉ làm tăng khoảng cách giữa các thiên hà, mà ngay cả không gian vô hạn cũng có thể giãn ra. Đây chính là một trong những nghịch lý đầy thách thức của khái niệm vũ trụ vô hạn. Ý tưởng về một vũ trụ vô hạn trở nên kỳ lạ hơn nhiều khi chúng ta tưởng tượng mình di chuyển trong không gian. Nếu bạn đi theo một đường thẳng trên tàu vũ trụ, bạn sẽ thấy vô số thiên hà, ngôi sao và hành tinh mới, những điều kỳ diệu không tưởng, thậm chí có thể là các nền văn minh ngoài hành tinh. Mọi thứ trong vũ trụ được tạo nên từ một số lượng hữu hạn các hạt. Số lượng kết hợp giữa các hạt có thể là rất lớn, gần như vô tận, nhưng thực tế lại là hữu hạn. Nếu không gian là vô hạn và các hạt chỉ có thể kết hợp theo một số cách nhất định, thì việc các sự kết hợp lặp lại một cách ngẫu nhiên là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, chỉ vì điều gì đó có thể xảy ra, không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ xảy ra. Có thể vũ trụ sẽ mãi mãi tồn tại mà không có sự lặp lại, và có thể chỉ có duy nhất một bạn mà thôi. Nếu các quy luật vật lý ở mọi nơi đều tương tự, thì ở những vùng xa xôi của vũ trụ, có thể đã có các ngôi sao và hành tinh hình thành từ các đám mây khí. Trên những hành tinh đó, sự sống có thể đã xuất hiện từ những phản ứng hóa học. Sự tiến hóa của sự sống có thể diễn ra theo những cách mà chúng ta chưa thể tưởng tượng nổi. Và có thể, ở một nơi rất xa, đã có những sinh vật khác phát triển công nghệ để tạo ra video trực tuyến như chúng ta. Khả năng này có thể rất thấp, nhưng trong một vũ trụ bao la, không có điều gì là không thể. Mặc dù khả năng có một bản sao chính xác của bạn đang xem video này ngay lúc này là cực kỳ nhỏ, nhưng gần như bằng không vẫn là một con số lớn trong một vũ trụ vô hạn. Trái đất như chúng ta biết hiện nay là một điều rất hiếm trong vũ trụ. Nếu bạn muốn tìm một trái đất giống hệt thứ hai, bạn sẽ phải đi một quãng đường rất xa. Điều này lớn hơn rất nhiều lần kích thước của vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát. Khoảng cách này quá lớn đến mức bạn sẽ không bao giờ có thể đến được. Tuy nhiên, trong một vũ trụ thực sự vô hạn, có thể có rất nhiều sự kết hợp khác nhau của các hạt vật chất. Điều này có nghĩa là mọi dạng sống, mọi thiên thể và mọi sự vật mà chúng ta có thể tưởng tượng đều có thể tồn tại ở một nơi nào đó trong vũ trụ. Nếu không gian là vô hạn, thì về lý thuyết, không chỉ có một kiểu sống hoặc một kiểu hành tinh mà có thể có rất nhiều biến thể, thậm chí là những bản sao của chính chúng ta. Cuối cùng, khi suy nghĩ về một vũ trụ vô hạn, chúng ta đứng trước một loạt câu hỏi không có lời đáp. Liệu có những hành tinh khác, những dạng sống khác đang tồn tại trong những vùng xa xôi mà chúng ta chưa bao giờ biết đến? Hoặc có thể, những nguyên lý vật lý mà chúng ta biết cũng đã diễn ra ở những nơi khác, tạo ra những thực tại khác biệt và kỳ diệu. Tất cả những điều này chỉ là giả thuyết, nhưng chính sự tò mò và trí tưởng tượng của chúng ta giúp mở rộng hiểu biết hơn về vũ trụ bí ẩn. Hãy để những câu hỏi này kích thích trí tưởng tượng của bạn và khuyến khích bạn chia sẻ quan điểm của mình. Bạn nghĩ gì về vũ trụ vô hạn? Có khả năng nào mà chúng ta sẽ khám phá được những bí mật vĩ đại của nó trong tương lai không? Hãy cùng nhau suy ngẫm và khám phá, vì hành trình tìm hiểu về vũ trụ chưa bao giờ là một hành trình đơn độc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu bạn thích nội dung này, đừng quên nhấn nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ Kitten Explorer. Sự ủng hộ của bạn là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục mang đến những kiến thức hấp dẫn về vũ trụ và khoa học.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.